Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình xem tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 6 âm lịch, con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Nhờ vào sự khôn khéo và tính can chịu của mình thì những gia chủ tuổi Hợi đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho không biết bao người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần nể phục kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là những con người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa tốt bụng, họ sống đơn giản mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại đắc tội với một trong những con giáp giàu có thành công nhất trong năm 2022 nhâm dần. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Hợi trong tháng 6 âm lịch sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được trước khi bước vào phần luận giải. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một nội dung nào mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Còn bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn. Xin mời tất cả quý vị tiếp tục theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Hợi trong tháng 6 âm lịch năm 2022 về tử vi tổng quan. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Hợi trong tháng này được dự đoán là tương đối ổn định. Cục diện bán tam hợp đem lại nhiều may mắn cho các quý gia chủ tuổi Hợi, vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Đi làm ăn xa, ngoại giao đều gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Những người làm công ăn lương tháng này có nhiều cơ hội để tăng tiền lương, tiền thưởng. Tuy vậy, thu nhập cao, đi liền với công việc vất vả, lao tâm khổ tứ nhiều và cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe. Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng, càng nhiều không gian phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những người có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng. Cho quý vị gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi tháng 6 năm 2022 cho người tuổi Hợi, tháng này tài lộc khởi sắc, tiền bạc hanh thông. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá chúc chắc, vất vả như trước. Đường số mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Mức độ hao tiền bạc trong tháng không quá nhiều, thu chi cân đối, đường số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Sa Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét tổng quan tử vi về sức khỏe tháng này không có vấn đề gì, lo lắng nhiều, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy vậy, không vì thế mà chủ quan, luôn có hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi Hợi vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu thương tổn. Các quý vị gia chủ tuổi Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo.
Xem tử vi tháng 6 năm 2022 cho quý vị gia chủ tuổi Hợi về phương diện tình cảm gia đạo khá thuận lợi và suôn sẻ. Với những người đã yên bề gia thất thì trong tháng này tình cảm mặn nồng, gia đình hòa thuận, vui vẻ, con cái ngoan ngoãn nghe lời. Lại thêm trong tháng này có tin vui về thêm người thêm của, đặc biệt có người từ phương xa trở về đoàn tụ. Trong tháng có vận quý nhân vượng, tình duyên của những người tuổi Hợi được hỗ trợ mạnh mẽ và nhất là nam nữ còn độc thân, nữ mạng dễ gặp được người ưng ý. Có thể tuổi trẻ hơn, cũng có thể là lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành. Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng. Tử vi của từng tuổi Hợi trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Tử vi của những người tuổi Ất Hợi rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Trong tháng này, vận khí của những người tuổi Quý Hợi không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều. Và nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tin vui với những người tuổi Tân Hợi trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc tốt, rất đáng mong chờ. Đặc biệt là về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì tiền bạc đến nhanh nên một số người sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Phương diện tình cảm trong tháng khá ổn định, gia đạo ấm êm, hòa thuận, vui vẻ và không có mâu thuẫn hay tranh chấp quá lớn. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tháng này gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ sum vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cẩn trọng tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành lại. Thời tiết này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Hợi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 6 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 6 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 2 tháng 6 năm 2022, tức ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy.
ngày âm lịch, ngày 14 tháng 6 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 6 năm 2022, tức ngày 24 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Hợi trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho các quý gia chủ tuổi Hợi. Qua đó, quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên, nếu như đây là lần đầu tiên mà quý vị đến với kênh thì đừng quên đăng ký ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông. Còn bây giờ thì chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.